Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục với loạt video của môn là Calculus 1. Ở trong video ngày hôm nay, chúng ta đi tính derivative of implicit function. Thì các em dịch ra là đạo hàm của hàm ẩn. Đầu tiên là chúng ta tính toán lý thuyết. Lý thuyết đầu tiên là mình giới thiệu hàm ẩn là gì. Cho hàm y bằng fx, nhưng mà người ta không cho cụ thể ra y bằng cái gì ha, mà người ta cho là một phương trình. Phía trái là khoảng 2 biến x và y, phía phải nó bằng 0. Yêu cầu đề bài là tính y phẩy theo x, viết ngắn gọn là tính y phẩy. Để các em dễ hình dung, sau đây là chúng ta ví dụ hàm ẩn là hàm như thế nào. Thì chúng ta có được y là hàm theo biến fx, nó không cho thẳng ra ha, mà cho dưới dạng một phương trình. Chúng ta chuyển y sang, chúng ta có được dạng này ha. Tương tự là e mũ y trừ e mũ x nó bằng là y bình phương trừ x bình phương. Chúng ta chuyển toàn bộ cái này sang, chuyển sang trái ha, chúng ta có được dạng của hàm ẩn. Tương tự là chỗ này, chuyển một sang, chúng ta có được là dạng của hàm ẩn. Vậy chúng ta đã hiểu được hàm ẩn là hàm như thế nào. Sau đây là chúng ta đã tính đạo hàm của nó. Bài tập ví dụ số 1 là cho y là hàm theo biến x, nó không cho cụ thể ra ha, mà cho dạng phương trình là y bình phương cộng 2y bằng x. Yêu cầu đề bài là find the derivative y phẩy x, viết ngắn gọn là tìm y phẩy ha. Đây là trình tự các bước để chúng ta tìm đạo hàm. Bước đầu tiên là chúng ta lấy đạo hàm hai vế, đạo hàm vế trái, đạo hàm theo biến x ha. Tương tự là đạo hàm vế phải. Khi các em đạo hàm thì các em chú ý y là hàm theo biến x, thì các em xem y là u ha. Đạo hàm lần lượt thì chúng ta có được u bình phương, nó đạo hàm nó bằng là 2 lần u phẩy nhân u, tức là 2 lần y phẩy nhân y. Và tương tự là 2y đạo hàm, tức là 2u đạo hàm, nó bằng là 2 lần u phẩy, tức là 2 lần y phẩy. X đạo hàm nó bằng 1. Bước tiếp theo là quy trái, các em biến đổi sao cho nó chỉ chữ y phẩy, không chữ y phẩy thì các em đưa sang phía phải. Thì chúng ta thấy rằng là chỗ này nó thỏ rồi ha. Rồi với trái các em cũng bị phẩy ra, ở trong còn lại là 2 cộng 2 và nó bằng 1. Và các em có được y phẩy nó bằng là 1 chia 2 cộng 2. Các em xong được bài đầu tiên, đây là chúng ta sang bài số 2. Cũng tương tự cho y là hàm theo biến x, nhưng không cho cụ thể ra, để dạng phương trình là x bình phương cộng 6x trừ 8y cộng 50 bình phương nó bằng 13. Yêu cầu là tính y phẩy hay là y phẩy x. Sau đây là chúng ta đi tìm. Bước đầu tiên chúng ta tới đạo hàm hai vế. Đạo hàm hai vế theo biến x ha. Mình nhắc lại, y là hàm theo biến x, thì chúng ta xem y để chuẩn bị u. Đạo hàm phía trái đầu tiên là 2x, tiếp theo là 6, và tiếp theo là trừ 8y đạo hàm, tức là trừ 8u đạo hàm, nó bằng là trừ 8u phẩy, tức là trừ 8y phẩy. Y bình phương đạo hàm, tức là u bình phương đạo hàm, nó bằng là 2 lần u phẩy nhân u. Các em nhìn trên 5 thì chúng ta có được 10y phẩy nhân y. 13 đạo hàm, hàng số đạo hàm nó bằng 0. Bước tiếp theo là với trái chữ y phẩy, không chữ y phẩy, các em chỉ nhận với phẩy. Với trái chữ y phẩy đây ha, không có y phẩy, các em chỉ nhận với phẩy.
với trái cây phải kem đặt đây phải là nhân tử trong, ở trong còn lại là trừ 8 cộng 10 y, các bạn cái này. Vậy chúng ta có được y phải các bạn là 2x cộng 6 chia 8 trừ 10 y, các em sẽ vẫn còn thử là 1 các em chia cho 2 ha, thì chúng ta có được là x cộng cho 3 chia cho 4 và trừ 5 y.